Để có được nhiều lượt xem nhất, chiến thắng trong cuộc chiến giành sự chú ý của khán giả thì vũ khí lợi hại nhất của chúng ta chính là hình đại diện. Sở dĩ như vậy vì hình đại diện đánh vào đôi mắt của khán giả là cửa sổ của tâm hồn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng và một số lời khuyên để bạn có được hình đại diện hiệu quả nhất. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi. Bữa nay hôm nay mình nói chuyện với nhau chắc khoảng cỡ một tiếng đồng hồ nha. Một tiếng hả? Dạ, cũng được anh. Với lại là anh sẽ xin phép sẽ ghi hình lại nha. Dạ. Có thông tin gì mà riêng tư bí mật cá nhân thì giấu nha. Dạ. Không có đâu, mấy em đâu. Với lại là gì nữa nhỉ? Nếu mà có cái kiến thức gì mà nó có ích mà cảm thấy cộng đồng nó có lợi ấy, thì anh xin chia sẻ cho cộng đồng. Được, không, để không cùng sao. cùng phát triển YouTube nha. Dạ. Rồi. Ok rồi, em mở cái kênh của em ra đi, vào YouTube mở cái kênh của em ra. Kênh của em. Vào YouTube vậy chứ không phải studio đâu. YouTube bình thường đúng không? Mình nhìn từ con mắt của khán giả xem thế nào. Dạ. Của em làm là chủ đề là gì? Em làm á thì hiện tại thì bây giờ em đang làm về đường phố rồi mấy cái địa điểm ngày xưa của Sài Gòn rồi đó anh. Đường phố địa điểm Sài Gòn. Đúng rồi. Từ đầu cửa kênh lúc em bắt đầu làm đã như thế rồi hay sao? Hay là dạ không. Từ đầu thì em làm là thiên về ẩm thực nhiều. Với lại một nhưng số mà cũng ẩm thực của Sài Gòn đúng không hay sao? Đúng rồi, cũng là của Sài Gòn, ẩm thực của Sài Gòn với lại một số cái về Sài Gòn mà nó hot hot vậy đó. Hot thì lung tung vậy. Thế nhưng mà sau đây em không có làm theo cái đó nữa. Em đổi qua về đường phố, địa điểm rồi mấy cái ngày xưa, nói chung là hay em hay làm gợi nhớ về ngày Sài Gòn xưa, ví dụ như ở vị trí đó là ngày xưa nó là cái gì rồi bây giờ nó thay đổi như thế nào đó. Tại sao em lại làm chủ đề này? Tại vì nói chung cũng có nhiều lý do về vấn đề ẩm thực á, thì em nói chung là nó ăn uống ngoài nhiều quá nên là cuối cùng em không thích, không có làm được. Em sợ mập hả? Không phải, ăn ngoài em thấy nó cũng không có tốt, với lại là cái đó em phải đi ăn nhiều thấy em mệt cho nên là với lại là bây giờ công việc em, bà xã em đang có em bé, thành ra là em cũng không có đi nhiều được. Thì cái vấn đề mà làm ra cái video á thì em làm qua chủ đề này thì nó dễ làm video hơn. Ủa nhưng mà dễ. Cái này thì cũng phải đi quay chứ đâu có đâu, tự nhiên lấy đâu ra. Dạ đúng rồi, cái này cũng phải đi quay, nhưng mà em đi quay nó dễ hơn là đi làm về ẩm thực. Thì em cảm cũng đi quay mà đi cái này cũng đi quay có khác gì nhau đâu. Nói chung là ẩm thực thì em không thích làm, cái yếu tố quan trọng nhất là làm đi ăn ngoài nhiều quá, thật sự đó là em không thích. Sao em biết chuyện. Đó, chứ còn mà đi quay thì đồng ý cái nào cũng đi quay, nhưng mà đi quay đường phố á thì nó rất là dễ. Ví dụ như em đi ra ngoài một buổi chiều tầm vài tiếng mà em quay nhiều khi tới 6 7 cái lận á. Có thể là em đi bộ mà thường là em thường đi bộ hoặc là đi xe máy, gắn camera lên xe máy đi. Rồi cũng tìm hiểu về cái con đường đó khi xưa nó là cái gì đó. Tại sao em lại chọn là chủ đề là địa điểm với con đường Sài Gòn? Tại vì em nghĩ là cái thứ nhất á là cái chủ đề này á em đánh vào những cái người nước ngoài hoặc là những cái người Việt kiều á anh. Việt kiều. Người ta, dạ đúng rồi, lâu lâu ngày người ta không về Sài Gòn á thì người ta sẽ xem những cái video kiểu như vậy. Và cũng có một cái mà em để ý, em thấy từ khi mà em làm cái chủ đề về Sài Gòn này thì cái tiền á nó rất là cao, mặc dù cái view của em rất là ít nhưng mà cái tiền nó rất là cao. Đó, cho nên là em cũng làm thử mấy cái như vậy, sau đó thì em thấy nó khá là ổn. Em nghiên cứu có nhiều kênh làm kiểu như em không? Dạ, em cũng có coi chứ, có coi những chủ đề chung với em. Có nhưng mà ý anh hỏi là ở Việt Nam có nhiều kênh chủ đề như vậy không? Thật ra không nhiều. Em đếm là nó tầm khoảng, nếu mà chuyên về đường phố như em luôn thì nó tầm khoảng chừng 5 kênh thôi. Trong đó là có em.
Còn mà về Sài Gòn nhưng mà nó lộn xộn chủ đề, ví dụ như vừa ăn uống này, vừa thiện nguyện này, thì cũng có thêm khoảng chừng 5-6 kênh như vậy nữa. Nhưng mà về đường phố không á, thì khoảng chừng 5 kênh hoặc 4 kênh là chuyên về đường phố y như em vậy này. Anh thấy trong group của Thôn Bùi có anh toàn làm chủ đề này đúng không? Đúng rồi, em cũng bạn bè cũng nói chung cũng hay đi cà phê với anh Sunny đi đoàn lắm. Nhưng mà anh Sunny đi đoàn thì anh làm cái chủ đề này thì khá lâu rồi. Với lại là anh có nhiều kỹ năng hơn em. Sao anh kéo kênh giúp cho như anh quảng bá trên tab cộng đồng cho? Cái đó thì thật sự là em cũng chưa có nghĩ tới đó. Nay anh nói thì em cũng mới nghĩ đó. Cũng muốn tự mình làm một thời gian xem như thế nào. Nhưng mà thật sự là em làm cái này, cái chủ đề này này là cũng được 6 tháng rồi đó, nhưng mà cái view của em nó khá là thấp. Anh thấy, anh coi rồi anh biết đó, nó dừng lại chỉ tầm khoảng gần 100 tới 150 view đó, là nó đứng à. Đó, một trong những cách đơn giản nhất để tăng khán giả là nhờ anh Sunny Đoàn cùng đối tượng khán giả của mình đó. Chỉ cần quảng bá trên tab cộng đồng 1-2 lần thôi là người ta biết đến kênh của mình mà. Dạ. Yeah. Nhưng mà ví dụ như em với anh làm uống bia. Chắc anh đi uống bia, hỏi anh ơi hôm nay trời nóng quá anh có muốn uống bia không? Em có phải dân Sài Gòn không hay là em ở đâu tới Sài Gòn? Em Phan Thiết, em Bình Thuận. Bình Thuận à? Vào Sài Gòn lâu chưa? Cũng khoảng chừng hơn 10 năm rồi anh. 12 năm. À ok. Yeah. Cho anh xem cái clip Vivu gì chiều mưa Sài Gòn, anh xem nào. Vivu chiều mưa Sài Gòn. Đây trong cái thumbnail này em ghi là Sài Gòn, cầu có cái chợ, chợ dưới cái cầu. Cầu có cái chợ, chợ dưới cái cầu. Cái hình đại diện em làm như này nó chưa được đẹp. Yeah. Ngày hôm nay bị chê đừng có buồn nha. Dạ không không, anh cứ nói đi. Cái nha. Chê nhiều lắm đó nha. Sao anh? Tại vì nhiều lắm nha. Thứ nhất nha, bây giờ cái này à, cái này cái video này chủ đề em làm về cái gì, về chiều mưa hay là về cái chợ? À, nói chung là cũng sau khi mưa thì em mới làm cái video này đó. Rồi em làm về cái con đường nó nằm trên con đường Quang Trung Gò Vấp đó. Thì trên cái con đường Quang Trung Gò Vấp này là em, cái điểm nhấn của cái video này là em đi qua cái cầu chợ cầu đó. Okay. Cái cầu đó tên chợ cầu. Okay. Thì em mới làm cái video này. Nhưng mà nó bị tham lam quá nha, thường là video mình chỉ đánh vào một từ khóa. Dạ. Nhất là những kênh mới như của em ấy, hoặc là những kênh đang còn nhỏ như của em ấy, mỗi một video mình có tham lam cả. Ví dụ như mình muốn cả chiều mưa, muốn cả cái chợ cầu này là hơi khó. Em phải làm sao tất cả nội dung của video, tiêu đề, hình đại diện, tất cả đều hướng về một từ khóa, một cái mà em chọn. Dạ. Để mà em chọn thì hiệu quả hơn, em hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Một điểm, đừng có chia ra. Với lại thứ hai, vấn đề thứ hai nữa là khán giả mà khi mà người ta đang, ví dụ như đang chủ đề người ta xem ấy, thì cái hình đại diện và cái tiêu đề rồi này nọ các kiểu nó xác nhận lại là đúng chủ đề người ta cần xem. Nhưng còn nhiều lúc có ai mà đang muốn xem chiều mưa Sài Gòn chẳng hạn mà tự nhiên lại thấy hình đại diện lại ghi cái chữ câu, người ta lại nghĩ đúng của người ta hoặc lại. Dạ rồi, thế là mình phải đưa nó về một đồng bộ, một cái từ khóa thôi đúng không? Từ hình đại diện cho tới tiêu đề rồi thẻ tag là gì đúng không? Thứ hai nữa là anh thấy em viết cái chữ này hơi nhiều chữ. Nhiều chữ ha. Nhiều chữ quá. Thứ hai nữa là cái phông chữ của em cứ chỗ lớn chỗ nhỏ mà. À, cái chữ mà lớn là em cố tình em làm lớn chứ không phải là do cái phông chữ. Anh biết rồi, anh biết. Dạ. Như này nó rối mắt. Dạ. Anh nghĩ là trong cái hình đại diện thì mình để cái chữ hoa thôi, đừng có để chữ thường. Để chữ hoa hả anh? Để chữ hoa thôi, chữ hoa thôi. Em thử. Dạ. Em thử mở một tab mới đi. Em biết PewDiePie không? Dạ không, em không biết cái đó là cái gì anh, kênh hả? Ở kênh P E đó. À, bên cái thứ hai đấy, cái thứ hai á, PewDiePie. Rồi rồi, click vào. À biết, em biết xem video không? Của nó đúng rồi. À, em thấy chữ của nó không? Em thấy người ta làm chữ như vậy đây.
Chuyện này đấy anh, mấy chuyện này đấy ha. Ừ. À. Có nguyên cả câu như của em không? Đúng không? Thấy chưa? Người ta chỉ một chữ, hai chữ, ba chữ thôi. Của em này nguyên cả câu văn dài gần đoạn văn này. Rối quá không? Em biết tại sao là phải ít chữ không? Dạ không anh. Em click vào một clip bất kỳ đi. Cái này đi. Này đi. Wow. Nha. Rồi, tạm dừng nó lại. Tạm dừng lại. Kéo xuống bên phải. Kéo xuống bên phải. Tự động phát đây đúng không? Tiếp theo tự động phát này bên phải, bên góc dưới bên phải này. Đấy nha. Em nhìn thấy cái này nha. Cái này là nguồn lưu lượng truy cập mà nhiều nhất mà mình muốn video của mình có được đúng không? Nếu khán giả đang xem ở đâu đó một video nào đó trên YouTube thì cái video của mình sẽ hiện đề xuất Chuyện đúng không? Cái này là anh đề xuất là vào đây đúng không, dạ đúng rồi. là nguồn lưu lượng quan trọng nhất đúng không. Nhưng mà em xem video có bao giờ em đọc hết những cái chữ ở bên phải này không, đọc hết những Dạ chữ này không, không, tại vì dạ đúng đúng rồi, nó không, dài quá. nó dài quá đúng không. Em chỉ có nhìn liếc sơ qua cái thì cái nào mà cái hình nào mà cái hình thumbnail hoặc là một hai chữ này mà đúng theo cái mình đang muốn là em click vào liền đúng không? Em đâu có em ngồi em đọc từng chữ như quay lại cái màn hình của em đi. Đó, vào cái tab Lovely Sài Gòn có ai mà ngồi mà đọc hết cái câu của em, chợ câu dưới cái câu trên trên câu dưới câu cái gì đó. Chà, mình Rồi đang em muốn hiểu làm chủ đề hôm nay, chủ đề của mình tập trung là mưa Sài Gòn thì em phải cái thumbnail của em phải là hình là có cơn mưa để cho cái não của người ta, cái mắt của người ta nhìn, mắt của người ta nhìn vào cái hình và cái chữ là xác nhận chủ đề người ta đang cần xem là cơn mưa, em phải chụp hình một cơn mưa hoặc là lượng ngập lụt gì đấy. Còn nếu mà em tập trung vào là cái chợ cầu thì em chụp một phát nhìn thấy cái chợ ngay, em hiểu không? Dạ em hiểu Em anh. quay lại xem cái tab của người ta làm đi, em xem hình đại diện của người ta đi, thấy chưa? Cái tiêu đề của người ta là có cái là cười nhá, cái hình đại diện cũng có chữ laugh luôn, cười luôn, thấy chưa? Kéo xuống dưới nữa xem đi, thấy chưa? Những cái hình đại diện của người ta rất ít chi tiết, nhất là người ta làm rất cẩn thận. Chứ em làm là anh thấy còn nhiều hình giống như kiểu ở trong clip ra đúng không? No, no. Đầu tiên này, nội dung của em bây giờ em muốn người ta xem được ấy, muốn người ta xem thì cái hình đại diện phải đẹp, nhìn phải chuyên nghiệp, nhìn phải hấp dẫn, chưa? Tại vì như này cái công sức của em làm hình đại diện này nó chỉ mất một vài phút thôi, 5 phút thôi, còn cái công em đi quay, em dựng, em biên tập nó mới nhiều, là 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà em làm cái hình đại diện mà rất là sơ sài như thế ấy, thay vì YouTube nó hiển thị cho 10 người, có 5 người bấm vào thì em làm như thế chỉ có một người bấm vào xem thôi, em mất 4 người, người ta lướt qua lướt qua đề xuất bên cạnh nên là mà người ta đâu có click vào đâu. Những cái hình đại diện như thế ai mà hiểu là ý em muốn nói nội dung của em là gì để mà người ta click vào. Em có một cái món quà rất hay, rất hấp dẫn, một cái món rất ngon muốn người ta ăn, nhưng mà đi ngang qua nhìn thấy quán tồi tàn quá ai muốn vô đúng không? Rồi, em hiểu anh. Chưa? Thường ấy, thường là người ta làm như này, người ta mỗi một clip ấy người ta chụp hình hình riêng, chụp hình đại diện riêng thì mình lấy cái hình đấy mình Photoshop mình biên tập cho nó có chủ đích. Ví dụ như em nghĩ từ đầu là em định cái chợ cầu thì em phải đứng em chụp bên cái chợ cầu đấy đúng không, chụp rõ ràng nhìn nét nhiều góc khác nhau rồi mang về chỉnh sửa nha. Dạ Rồi em click vào video anh xem.